chào quý vị. Hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 3 năm 2022 cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc đến quý khán giả là các mẹ, các cô, quý chị em, những điều thân thương yêu quý cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu đến độc giả cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được nhiều chuyên gia, nhà khoa học khẳng định là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách khúc chiết, rõ ràng và dễ hiểu. Câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần đặt ra với giới lý luận Việt Nam là có hay không có nền lý luận cách mạng Việt Nam, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thì bây giờ với cuốn sách này chúng ta thấy đây là câu trả lời rất rõ ràng là chúng ta có một cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam của nhân dân Việt Nam. Với cách trình bày dung dị, dễ hiểu, lấy thực tiễn để thuyết phục, chứng minh, từng bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức thuyết phục đặc biệt, trở thành tài liệu hết sức quan trọng, phục vụ việc học tập, giáo dục, lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Từ đó khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Mỗi người đọc, dù là cán bộ lãnh đạo quản lý hay là cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân đều có thể tìm thấy những vấn đề mình quan tâm về con đường chủ nghĩa xã hội, định hướng phát triển của Việt Nam trong cái cuốn sách này. Bởi vì cuốn sách trình bày với cái ngôn ngữ rất là giản dị, trong sáng, gần gũi, gắn với thực tiễn của đời sống xã hội. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên stbook.vn và thư viện cơ sở.vn. Liên quan đến việc tạo điều kiện cho người nhiễm COVID-19 tiếp cận thuốc chứa hoạt chất Monopiravir theo hình thức tự chi trả, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về quy trình cụ thể cho việc cấp phát, kê đơn thuốc. Quy trình này được cho là nới lỏng nhiều thủ tục, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuốc dễ dàng hơn khi có nhu cầu. Thưa quý vị, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người có chuyên môn về dược tại các nhà thuốc quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc là người mua thuốc kháng virus COVID-19 căn cứ vào kết quả xét nghiệm, xác định được ít nhất một nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân. Tại phòng chờ dành riêng cho F0 của phòng khám Thái Hòa, bà Phạm Thị Cấy được hướng dẫn các quy trình mua thuốc theo quy định mới sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Thấy nó dễ dàng hơn, nó nhanh lẹ hơn, nó không có rườm rà như lúc trước nữa. Căn cứ là phải có đúng chỉ định là cô đó có bị cái test xác nhận là có bị dương tính hay chưa, và cô đó khoảng bao nhiêu tuổi, người mà lớn tuổi, đặc biệt là những người về bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường là những người mà rất là nguy cơ, cái đó là mình phải báo lên phường. Em không có được tự ý bán thuốc. Bệnh nhân bị COVID thì nếu mà bình thường thì có thể ra ở phòng cách ly và được có bác sĩ thăm khám và kê đơn. Còn trường hợp mà quá đông thì các cô dược sĩ sẽ kê đơn và hướng dẫn sử dụng. Như thế rất là nhanh gọn và hầu như tất cả bệnh nhân đều được mua được thuốc điều trị COVID. Ở đây thì có nhiều dược sĩ, thì những dược sĩ nào mà có kinh nghiệm lâu năm và có chuyên môn cao thì có thể kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị COVID. Chuyên gia y tế cũng lưu ý không phải F0 nào cũng nên dùng thuốc kháng virus
Đối tượng sử dụng được chỉ định là bệnh nhân COVID-19 từ 18 tuổi trở lên, mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Đối tượng nào nên uống? Thứ nhất là đối tượng chưa chích ngừa. Thứ hai là đối tượng có bệnh nền. Thứ ba là những người lớn tuổi. Còn những người trẻ mà đã chích ngừa rồi mà không có bệnh nền, chúng ta không cần thiết phải lăn xăng đi tìm cái thuốc đó mà uống. Và chúng ta nhớ là có những người không thể uống được, ví dụ như là phụ nữ mang thai, hoặc là cho con bú, muốn uống phải ngưng không cho con bú. Theo Bộ Y tế, hiện nay quy định chặt chẽ về việc bán thuốc là do Monopiravir là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Liên tục xuất hiện các trường hợp F0, F1 không thể đi làm, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Chính quy định bắt buộc tất cả các trường hợp liên quan phải cách ly tại nhà đã khiến việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên khó khả thi, đặc biệt là trong bối cảnh số ca mắc mới đang tăng nhanh trong cộng đồng. Bản thân các doanh nghiệp đã cố gắng thích ứng nhưng cũng lực bất tòng tâm. Thưa quý vị, hoạt động của doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nội thất này vốn đã từng bị xáo trộn rất nhiều. Khi tính chung những tháng qua, khoảng 98% nhân viên sản xuất đã từng bị F0. Và hiện nay khi mọi người vừa mới bắt đầu đi làm trở lại, thì đến khoảng 10 ngày trở lại đây, số ca mắc mới lại tăng cao ở khu vực bộ phận nhân viên kinh doanh, khiến tiếp tục là làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp. Vừa trở lại nhà máy sau vài ngày cách ly tại nhà do gia đình có ca nhiễm, anh Lê Thường đã nhanh chóng quay về không khí lao động thường ngày. Theo anh, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch là cần thiết, nhưng làm dang dở công việc quá nhiều thì không có lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Khoảng tầm 3 ngày là mình đi làm rồi. Nữa nghỉ ở nhà nó chán lắm. Nói chung là công việc mình làm quen tay quen chân rồi. Hoạt động là từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, nhân sự 2 ca. Nhưng bây giờ thì cửa hàng nào cũng không có nhân sự để mà hoạt động đủ 2 ca. Cho nên là những người còn lại có thể cũng vừa mới hết F0. Thì quay lại làm việc lại phải là làm việc là 12 tiếng một ngày. Và chắc chắn những cái việc đó nó gây cho một chút rối loạn tổ chức và ảnh hưởng tới doanh thu của công ty. Cơ số hoạt động của nhân sự luôn luôn thiếu và nó thiếu một cách là nó mất cân đối trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng điều đó rất là khó khăn. Mặc dù tất cả các bạn này sau 3 ngày, 5 ngày khi test ở nhà đều là âm tính và rất là mong muốn đi làm. Và đặc biệt cái ảnh hưởng nhất là các bạn F1. Thì người ta test rất nhiều lần, cũng phản thấy âm tính. Và như vậy nhưng mà vẫn phải tách họ ra, thì đó là cái quy định của mình. Theo các chuyên gia, với mỗi F0 có thể có từ 5 đến 10 F1. Nếu cách ly tất cả F1 thì sẽ không khả thi cả về mặt kinh tế lẫn hiệu quả phòng chống dịch trong thời điểm này. Do đó cần có những quy định nới lỏng hơn cho các trường hợp F1 để người dân thuận lợi hơn trong việc tuân thủ, từ đó mang lại hiệu quả tối ưu cho công tác phòng chống dịch. F1 theo tôi nghĩ rằng là không nhất thiết là mình phải cách ly nếu người F1 này đã tiêm được vaccine. Bởi vì người F1 có khả năng là nguồn lây thôi chứ chưa phải là nguồn lây. Và nếu mình giám sát kỹ, mình theo dõi các triệu chứng và chúng ta xét nghiệm vào ngày thứ 5 để chắc chắn người đó không bị nhiễm, thì tôi tin rằng là cái việc mà cho F1 không cách ly và đi làm thì nó vẫn không làm tăng cái gánh nặng của dịch. Giống như chúng tôi là ở cái dạng là liên tục là F1, nhưng mà cũng không sao cả. Chúng ta có chích đủ 3 mũi nè, đề kháng tương đối tốt nè, và cái chủng mới nó cũng tương đối là nó hiền. Chính vì vậy chúng ta có thể vẫn duy trì cái sản xuất, vẫn duy trì cái lao động. Nhưng chúng ta không có coi thường nó. Chúng ta vẫn phải bảo vệ mình và bảo vệ cho người chung quanh. Bộ Y tế mới đây đã đề xuất F1 chỉ tự theo dõi sức khỏe 10 ngày nếu đáp ứng một trong các điều kiện. Đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, liều cuối cùng ít nhất 14 ngày, từng là F0 khỏi bệnh trong 3 tháng. F1 xét nghiệm PCR hoặc test nhanh vào ngày thứ 5 kể từ thời điểm tiếp xúc F0. Đề xuất của Bộ Y tế đã có nhiều điều chỉnh về biện pháp cách ly F1 so với quy định hiện hành. Các chuyên gia cũng cho rằng, nới lỏng nhưng không thả lỏng, các biện pháp phòng chống dịch vẫn cần được đảm bảo tại nơi làm việc để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Chỉ khi có sự chủ động trong kiểm soát rủi ro, việc nới lỏng các biện pháp y tế mới mang lại lợi ích kinh tế mà không làm tăng thêm áp lực cho công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp học sinh là F0, F1 phải cách ly tại nhà, vấn đề đảm bảo quá trình học tập cho các em được ngành giáo dục quan tâm, nhiều trường đã linh hoạt có những giải pháp phù hợp để giúp việc học của các em không gián đoạn, đồng thời mang lại hiệu quả. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, sáng nay đã bắt đầu triển khai hệ thống webcam ở tất cả các lớp. Hệ thống này giúp các em đang phải nghỉ học có thể theo dõi nội dung tiết học, đồng thời với các bạn đang học trực tiếp tại lớp. Giáo viên nếu là F0 đang cách ly tại nhà vẫn có thể giảng dạy cho các em thông qua hệ thống này.
cái việc mà tương tác giữa cô trò ở trên lớp cũng như là với các trò bị nghỉ ở nhà thì cũng rất là dễ dàng, bởi vì là vì cái thiết bị webcam có thể học sinh có thể phát biểu và cô cũng có thể nghe được và các bạn cũng có thể nghe được các trò ở nhà để mà xem là bạn mình trả lời đúng hay sai, thì như thế là cái tạo cái không khí lớp học nó cũng gần giống như bình thường. Quá trình dạy trực tiếp tại lớp thì nó thêm vài cái thao tác để mà có thể cho các em học sinh đang học trực tuyến tại nhà có thể tham gia cùng với lại các bạn trên lớp, nó đỡ hơn là cái việc là phải vừa dạy trực tiếp rồi lại bố trí một cái thời gian khác để học trực tuyến. Do điều kiện khác nhau nên mỗi trường có các phương án khác nhau trong việc dạy học cho học sinh đang trong quá trình cách ly. Có trường giáo viên xen kẽ lớp trực tiếp, trực tuyến, nhưng cũng có trường chọn cách gửi video bài giảng, gửi phiếu bài tập cho học sinh đang cách ly ở nhà qua Zalo, email. Có 4 cách mà để mình có thể là các em nó không bị gián đoạn. Thứ nhất là cán bộ lớp hoặc là một số em trong lớp được thầy cô phân công là live stream hoặc là chụp cái hình cái bài giảng của thầy cô, sau đó chuyển qua mạng xã hội cho em đó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, em nó có thể lên trang web của nhà trường để xem cái bài đó. Cách thứ ba là em phải xem cái đề cương. Và cái cuối cùng, cách thứ tư là các em đó liên hệ trực tiếp với thầy cô giảng dạy để được giải đáp những thắc mắc, những cái chia sẻ về cái môn học của các em. Mình cảm thấy được là nếu như các bé ở nhà mà các bé nỗ lực, ở bản thân các bé nỗ lực kết hợp với sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn thì mình nghĩ là cái kiến thức của các bé sẽ không có bị hỏng và các bé sẽ theo kịp. Chưa bao giờ các trường khó khăn như bây giờ, họ phải liên tục xử lý các ca F0, F1, chuyển đổi phương pháp dạy học cho các lớp, giáo viên phải linh hoạt hơn khi dạy trực tiếp trong điều kiện bình thường và vất vả hơn cả dạy trực tuyến do phải quan tâm tới các nhóm học sinh khác nhau. Nhưng dù khó khăn, việc nỗ lực duy trì dạy và học đảm bảo được chất lượng giáo dục cho các em trong bối cảnh hiện nay là động lực lớn để các thầy cô động viên nhau vượt khó. Thưa quý vị, trong bài Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực kiềm giữ giá, báo Người Lao Động thông tin, các doanh nghiệp sản xuất lẫn phân phối khẳng định nguồn hàng lương thực thực phẩm cung ứng cho thị trường hiện không thiếu, nhưng sức mua quá thấp. Các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm chủ lực trong chương trình bình ổn thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang cố hết sức để giữ giá thêm từ 2 đến 3 tháng. Trong điều kiện giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển đang tăng cao, nhiều ý kiến chia sẻ giải pháp giữ giá của doanh nghiệp là chủ động dự trữ nguyên vật liệu để hạn chế rủi ro khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu dẫn đến tăng giá. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng giúp khơi thông đầu ra cho sản phẩm. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài 8 tháng 3 đặc biệt của các cô giáo tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, số ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đều trên 2.000 ca mỗi ngày. Việc học của con trẻ, nhất là khối mầm non, tiểu học đều trồi sụt, luôn trong tình trạng nay trực tiếp, mai trực tuyến. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 của các cô cũng trồi sụt theo các F0. Hầu hết trong những chia sẻ, các cô đều không nghĩ đến ngày 8 tháng 3 mà chỉ mong dịch sớm ổn để các cô và học sinh được học như bình thường, để các em được học hành vui chơi trực tiếp tại trường với những niềm hứng thú, chứ không phải đến trường mấy hôm lại ở nhà nghe lời cô qua màn hình máy tính. Giá xăng có thể lên tới 30.000 đồng một lít là bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng 14 năm trở lại đây khi tiến tới mốc 140 đô la Mỹ một thùng. Vì vậy, theo tính toán, khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng 30.000 đồng một lít nếu thuần theo thị trường. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang đối diện với bài toán càng kinh doanh càng lỗ nặng. Để kiềm giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp cùng kiến nghị phải sử dụng mạnh công cụ thuế. Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức 1.000 đồng một lít xăng, 500 đồng một lít với dầu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức giảm thuế cần đủ liều, ít nhất 50% với mức thuế hiện nay, thậm chí hơn nếu giá xăng dầu tăng cao. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng mạnh, kết thúc tuần giao dịch vừa qua ở mức cao nhất trong nhiều năm và dự đoán có thể vượt mức 200 đô la Mỹ một thùng. Theo những dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, giá dầu sẽ còn tăng lên những mức cao kỷ lục mới khi tình hình căng thẳng địa chính trị ở Ukraine vẫn chưa được hạ nhiệt. Để ngăn chặn tình trạng tăng giá này và tránh một cuộc lạm phát kinh tế trên phạm vi toàn cầu, các tổ chức tài chính quốc tế và các nước trên thế giới đã có biện pháp gì? Hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay.
Thưa quý vị, trong tuần qua, giá dầu Brent đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2012 và giá dầu WTI lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Giá dầu tăng mạnh trong suốt cả tuần qua khi Mỹ và các nước đồng minh ban hành các lệnh trừng phạt đối với Nga và chặn nhiều ngân hàng của nước này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Hệ lụy từ việc giá nhiên liệu tăng đã được ghi nhận tại nhiều nước trên thế giới như làm gián đoạn nguồn cung, gián đoạn hoạt động vận tải giao hàng, đặt ra sức ép lạm phát đối với các ngân hàng trung ương. Và hơn cả, giá xăng dầu tăng kỷ lục đã bóp nghẹt hầu bao của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Ông Martinez, người Mỹ, là một tài xế ứng dụng đi chung xe. Ông chia sẻ đã phải bội chi tiền xăng dầu do giá xăng tăng cao chóng mặt. Giá xăng quá đắt, tôi vẫn phải mua xăng thôi, biết làm gì bây giờ. Một năm trước, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ là 2,44 đô la Mỹ mỗi gallon. Giờ đây, giá xăng tại Los Angeles đã tăng lên 4,72 đô la Mỹ mỗi gallon, tương đương với hơn 3,7 lít xăng. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 11 năm ngoái. Các khu vực như quận Orange và Ventura có giá xăng cao kỷ lục, với giá trung bình khoảng 4,7 đô la Mỹ mỗi gallon. Nhiều người dân trong khu vực bị sốc với mức giá trên. Tôi nghĩ giá xăng tăng cùng lắm chỉ gần 3 đô la Mỹ thôi. Không thể tin được là gần 5 đô la. Tôi đã phải nghĩ đến thắt chặt chi tiêu. Nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Tôi hầu như không xem TV, nhưng với câu chuyện giữa Nga và Ukraine thì nó thật sự đáng buồn. Giá xăng dầu tăng cao đang tiếp tục ảnh hưởng tới ngân sách của người tiêu dùng Mỹ và gây thêm áp lực lên lạm phát vốn đã ở mức cao nhất trong hơn 40 năm qua. Theo các chuyên gia, nếu giá dầu duy trì ở mức khoảng 100 đô la Mỹ mỗi thùng, chi phí năng lượng của các gia đình Mỹ có thể tăng trung bình 750 đô la so với năm ngoái. Không chỉ tại Mỹ, cuộc khủng hoảng nhiên liệu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước châu Âu. Tại Pháp, giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Trước giờ đi làm về tôi hay đi lượn lờ, nhưng xăng tăng lên thì giờ tôi chẳng dám đi đâu. Trong khi tại Anh, tổ chức cung cấp các dịch vụ lái xe RAC cảnh báo giá xăng đang trên đà tiến tới mức kỷ lục 150 xu Anh một lít sau khi căng thẳng tại Ukraine leo thang, gây thêm sức ép cho cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí mà các gia đình ở nước này đang đối mặt. Giá xăng dầu tại Canada cũng leo thang khi nguồn cung dầu tại Nga bị gián đoạn. Nhiều trạm xăng tại đây ghi nhận mức giá 2 đô la Canada một lít, khiến người dân ít sử dụng phương tiện cá nhân hơn. Theo các chuyên gia, giá năng lượng cao kéo dài liên tục sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu và tiếp tục đẩy lạm phát lên cao vào năm 2022. Diễn biến này sẽ còn ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng với chi phí sản xuất cao và có khả năng sẽ làm tăng giá các mặt hàng khác, bao gồm cả thực phẩm. Và túi tiền của người dân trên toàn cầu vẫn sẽ bị ăn mòn. Dù không nhằm trực tiếp vào hoạt động xuất khẩu dầu khí của Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn tác động mạnh đến ngành dầu nói chung và làm trầm trọng hơn tình hình thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu trong vài tháng tới. Nga xuất khẩu 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày và là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út. Các nhà giao dịch gần như không thể bán được dầu của Nga trong cả tuần qua. Ngày 4 tháng 3, Shell PLC là đơn vị đáng chú ý duy nhất mua dầu của Nga với mức giá thấp hơn dầu Brent vật lý đến 28 đô la. Tình hình bất ổn này có thể còn tiếp diễn. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dưới áp lực từ các nghị sĩ ở lưỡng đảng đang xem xét các phương án cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Theo một khảo sát của hãng tin Reuters Ipsos, phần lớn người dân Mỹ, 80% số người tham gia khảo sát, ủng hộ ý tưởng cấm nhập khẩu dầu của Nga. Trong khi đó, Anh sẽ nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga ở các đợt trừng phạt tiếp theo trong tương lai. Còn Canada trong tuần này đã cấm nhập khẩu dầu của Nga. Nhiều công ty lọc dầu đã ngừng mua dầu của Nga, còn công ty thương mại cũng không muốn giao dịch với những người bán ở Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt. Nga đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu tất cả các loại hàng hóa, từ dầu đến ngũ cốc, sau khi các nước phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga và loại nhiều ngân hàng của nước này khỏi hệ thống SWIFT. Chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank Đức Carsten Fritz cho biết, Nga có thể đáp trả các biện pháp này bằng cách giảm hay thậm chí là ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Âu. Goldman Sachs dự đoán giá các loại hàng hóa mà Nga là nhà sản xuất lớn sẽ tăng mạnh từ giờ. Trong đó, ngân hàng này đã nâng mức giá dự đoán của dầu Brent từ 95 đô la Mỹ một thùng lên 115 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giải pháp gia tăng nguồn cung là điều không thể trong ngắn hạn. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC cộng,
đã giữ nguyên kế hoạch chỉ tăng sản lượng thêm 400.000 thùng một ngày tại cuộc họp ngày 2 tháng 3. Nhu cầu dầu thô trên toàn thế giới đã gần chạm các mức trước đại dịch, trong khi nguồn cung thiếu hụt. Điều này đã buộc các nước thành viên cơ quan năng lượng quốc tế IEA nhất trí giải phóng 60 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ để trấn an thị trường. Thế nhưng giá dầu vẫn tiếp tục nới rộng đà tăng. Trước tình hình giá dầu tăng mạnh, nhiều quốc gia đã lên phương án đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá để người tiêu dùng không còn cảm thấy lo âu khi đến các trạm xăng mua xăng. Trong bối cảnh đó, ngày 4 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã quyết định nâng mức trợ giá cho các nhà nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong nước từ 5 yên một lít hiện nay lên 25 yên một lít nhằm kiềm chế đà tăng giá và giảm bớt tác động đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Mức trợ giá mới sẽ được áp dụng từ ngày 10 tháng 3 cho tới cuối tháng 3. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cũng cho biết sẽ gia hạn cách giảm thuế nhiên liệu thêm 3 tháng giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng và ứng phó với sức ép lạm phát gia tăng. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm thuế nhiên liệu xuống mức thấp kỷ lục 20% kéo dài tới cuối tháng 4 năm 2022. Australia thì đang xem xét khai thác nguồn dự trữ nhiên liệu của nước này hiện đang được cất ở Mỹ như một phần của nỗ lực chung kiềm chế giá xăng dầu tăng. Australia đang làm việc với Mỹ và cơ quan năng lượng quốc tế IEA nhằm giám sát thị trường năng lượng toàn cầu, bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng. Trong khi Mỹ và nhiều nước tiêu thụ dầu lớn trên thế giới công bố sẽ xả ước tính khoảng 60 triệu thùng dầu ra khỏi dự trữ khẩn cấp của họ với hy vọng sẽ làm giảm được giá dầu, tạo thêm nguồn cung dầu mới. Theo các chuyên gia, nếu xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài, kèm với phản ứng cứng rắn hơn của các quốc gia phương Tây, sự gián đoạn đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí của Nga sẽ tiếp tục gây ra cú sốc năng lượng lớn hơn và là đòn giáng mạnh vào thị trường toàn cầu. Nhưng nếu xung đột sớm kết thúc, điều này sẽ giúp ngăn chặn dòng xoáy leo thang của thị trường vàng đen toàn cầu. Qua đó, những biến động kinh tế cũng phần nào giảm bớt. Đến đây thì Mục Nhìn Ra Thế Giới xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chuyển sang các tin tức thế giới khác, thưa quý vị, chính phủ New Zealand cho biết nước này sẽ ban hành luật cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Nếu được thông qua thì đây sẽ là lần đầu tiên New Zealand áp dụng các biện pháp trừng phạt lên một quốc gia. Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, các lệnh trừng phạt sẽ cho phép New Zealand đóng băng các tài sản của Nga tại quốc gia này, ngăn chặn người dân và các công ty có vốn của Nga chuyển tiền cùng tài sản ra khỏi New Zealand để tránh trừng phạt. Đồng thời, lệnh cấm sẽ không cho phép siêu du thuyền, tàu và máy bay của Nga vào New Zealand. Trước đây, Wellington chỉ có thể áp các lệnh trừng phạt nếu như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thực hiện tương tự. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Priti Patel kêu gọi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đình chỉ tư cách thành viên của Nga, cho rằng Moscow đã tạo ra một mối đe dọa trực tiếp đối với thực thi pháp luật quốc tế. Trong một tuyên bố, bà Patel cho rằng đã cùng những người đồng cấp Mỹ, Canada, Australia và New Zealand đã gửi thư kêu gọi Interpol đưa ra quyết định trong tuần này phù hợp với các quy định của tổ chức về việc dừng ngay lập tức việc Nga tiếp cận các hệ thống của Interpol. Ả Rập Xê Út vừa khai trương triển lãm quốc phòng thế giới đầu tiên tại thủ đô Riyadh. Triển lãm kéo dài 4 ngày, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong hành trình của nước này hướng tới việc nội địa hóa 50% chi tiêu quân sự vào năm 2030. Triển lãm gồm 15 gian hàng quốc gia với tổng diện tích trưng bày 900.000 m², thu hút hơn 600 nhà triển lãm đến từ 45 quốc gia và khu vực. Ban tổ chức đánh giá hiện tại là thời điểm tốt nhất cho việc thúc đẩy hợp tác hệ sinh thái quốc phòng và an ninh của Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh nước này đang nỗ lực chuyển đổi ngành công nghiệp non trẻ có nhiều tiềm năng này. Triển lãm quốc phòng thế giới do Tổng cục Công nghiệp Quân sự Ả Rập Xê Út GAMI thành lập dự kiến sẽ được tổ chức 2 năm một lần để trưng bày những công nghiệp mới nhất của các nước trên thế giới. GAMI hy vọng thông qua triển lãm sẽ giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp quốc phòng của Ả Rập Xê Út tới các đối tác quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 3, tuyến xe buýt điện đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh chạy tuyến khu dân cư Grand Park thành phố Thủ Đức đến bến xe buýt trung tâm thành phố quận 1 sẽ chính thức hoạt động với cự ly tuyến là 29 km, trung bình 20 phút sẽ có một chuyến từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối. Đây là một trong năm tuyến xe buýt điện hiện đại thân thiện với môi trường, kết nối giữa các khu đô thị mới và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé đối với hành khách thường là từ 5.000 đến 7.000 đồng một người, học sinh sinh viên là 3.000 đồng một người,
Dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm 2022, 4 tuyến xe buýt điện còn lại sẽ được đưa vào hoạt động. Sau 24 tháng thí điểm, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để đề xuất triển khai các bước tiếp theo trong công tác đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách. Thưa quý vị, hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, cũng là thời điểm mà các cửa hàng hoa tươi và quà tặng tất bật chuẩn bị các sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Thị trường hoa và quà tặng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhộn nhịp từ nhiều ngày qua. Kính quý vị, mặc dù giá của hoa tươi ở chợ Hồng Thị Kỷ có tăng, nhưng lượng khách đổ về đây vẫn rất đông và nhiều chủ sạp hoa cho biết là tiếp tục nhập hàng vào tối ngày 7 tháng 3 và đầu sáng ngày 8 tháng 3. Vì giá hoa đã bắt đầu tăng, anh Tuấn Long phải dạo đến vài điểm bán mới chọn được các cành hồng lẻ để tham gia cuộc thi cắm hoa nhân ngày quốc tế phụ nữ. Thì ngày thường là có khi là chỉ khoảng 5-6 ngàn đến 10 ngàn một bông, nhưng mà hôm nay là rẻ thì cũng phải là 15 đến 20 ngàn một bông. Bữa trước thì họ tính có 4 ngàn một bông mà. 4-5 ngàn thôi, còn bây giờ thì phải 8 ngàn. Nếu mà hàng nóng mà mới là 8 ngàn, chứ còn kho lạnh thì rẻ hơn. Tại một số cửa hàng hoa tươi, từ ngày 5 tháng 3 đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho ngày lễ, nhưng không nhiều so với mọi năm. Song song với nhận đơn khách lẻ, năm nay cửa hàng này tập trung chào bán các bó hoa nhỏ, với chi phí vừa phải cho các doanh nghiệp. Cái bó hoa như thế này thì nó có giá là 100 ngàn. Là mình gửi đến những cái doanh nghiệp họ đặt cái số lượng lớn của mình á, thì mình thấy nó cũng hợp lý. Ngoài ra, các món ăn được trang trí đẹp mắt cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm món quà 8 tháng 3 cho nhân viên nữ. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, quà được giao đến văn phòng hoặc gửi đến tận nhà nếu nhân viên chưa thể đi làm trực tiếp. Hiện tại các cái đơn hàng đang đạt ở con số khoảng từ 55 đến 60 đơn cho tất cả ở các ngày kéo dài từ 6 đến khoảng 8 tháng 3. Nó thể hiện được cái tình cảm và cái sự quan tâm của các cái công ty đối với lại các nhân viên. Hưởng ứng tuần lễ kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, hệ thống siêu thị này đã bắt tay với các nhà sản xuất cung ứng thực hiện đồng loạt giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm làm đẹp, giảm giá 50% cho hàng ngàn mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu cùng với chị em phụ nữ. Năm nay thì với cái việc gọi là gia tăng giá xăng dầu trong cái thời gian gần đây nhất, chúng tôi vẫn giữ giá bình ổn. Ngoài ra thì còn thực hiện thêm cái chương trình giảm giá 50% cho các chị em phụ nữ. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường hoa và quà tặng không nhộn nhịp so với mọi năm. Trong bối cảnh mới, nhiều người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm cũng như tấm lòng chân thành của người tặng. Những món quà dù nhỏ nhưng vẫn thể hiện ý nghĩa động viên to lớn, thông điệp tích cực, thể hiện sự quan tâm sẽ chia từ nhiều phía cho một nửa thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.